Anh của chị tên là Nguyễn Phi Hùng, nhưng mà không phải là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng mà tên thiệt ông là Nguyễn Phi Hùng. Ông là thạc sĩ kinh tế và ông học rất là giỏi. Ông là một tấm gương sáng trong gia đình, nhưng mà chính vì phải là một tấm gương sáng, lên tính của anh rất là chậm. Tại vì chắc là những ai làm anh chị lớn thì đều sẽ hiểu cái cảm giác là phải làm gương là gì. Ở đây có ai làm anh chị lớn anh chị cả không? Cảm giác phải làm gương ấy, cảm giác nó chắc cũng không dễ chịu. Tại vì có nhiều lần anh có kể là ngày xưa cứ đi chơi mà thấy em mà bị đánh là về là mẹ đánh anh trước vì cái tội là không biết trông em. Và bố mẹ hay dạy một cái câu là trong nhà thì anh em nọt sàn xuống niên. Hồi đó còn bé thì chị hay cãi, con không có hiểu chữ nọt sàn xuống niên là gì, con chỉ biết là ăn được cái đó còn con không được thôi. Những cái câu nói kiểu rất là con nít. Nhưng mà sau này thì đúng là anh em của Phi Thanh Vân sống đúng như điều bố mẹ đã giáo huấn từ nhỏ, làm gì cũng làm chung. Khi Vân bắt đầu khởi nghiệp là lúc đó anh đã học kinh tế, anh là được học an ninh ở ngoài Bắc, rồi sau này thì anh đi học về kinh tế và hai anh em đều khởi nghiệp chung trong tất cả các dự án. Vẫn có những dự án Vân làm riêng và anh làm riêng nhưng đa phần là làm chung. Và do cái nề nếp dạy con của gia đình bộ đội, gia đình nhà lính, nên lúc nào anh em Vân cũng gia đình là nhất. Và bên cạnh gia đình thì bắt đầu chúng ta sẽ lan tỏa đến những mối quan hệ xung quanh. Bởi vì bố khi mà tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông lúc nào cũng vì hoài bão, vì nhân dân, vì đất nước, vì tổ quốc. Và tới khi ông gần chết đi rồi thì ông vẫn cứ vì mọi người. Ông là trưởng cựu chiến binh của quận 10 trước khi ông mất. Và tới bây giờ thì Phi Thanh Vân đang làm tất cả những việc này và đang hy sinh cống hiến rất nhiều điều cho cộng đồng. Một trong những điều đó là để chứng minh với hương hồn của bố mẹ chị Vân rằng bố mẹ đã sanh ra một người con có giá trị. Và chính vì với lại cái hương hồn và với những cái lời hứa với bố mẹ hồi mà bố mẹ còn sống mà chị Vân không làm được thì bây giờ chị Vân làm. Hồi nhỏ thì hồi chưa nổi tiếng là chị có bỏ ra một ít tiền á, nhưng mà một ít thôi. Tại thời điểm đó thì phẫu thuật thẩm mỹ nó cũng không mắc. Tuy nhiên là chị tự hào là chị là người đầu tiên phẫu thuật thẩm mỹ ở Việt Nam. Và lúc đó thì có những cái bài báo nổi tiếng của bên tạp chí Đẹp á, với các chương trình đài truyền hình nói rất nhiều. Và khi nói rất nhiều thì lúc đó tự nhiên chị Phiên Vân trở thành một KOL nổi tiếng để đi quảng cáo về phẫu thuật thẩm mỹ cho các bệnh viện. Và so với cái số tiền mà mình bỏ ra để mình phẫu thuật với lại cái số tiền mà bây giờ mọi người mời về thì nó tính chắc cả trăm ngàn lần rồi. Nhưng mà ở đây không phải là vấn đề tiền nữa, mà vấn đề là chị Phiên Vân rất tự hào về bác sĩ Việt Nam. Bác sĩ Việt Nam nói chung và ngành thẩm mỹ Việt Nam mình nói riêng. Nên là khi mọi người cứ phải chạy đôn chạy đáo đi nước ngoài thì mình lại chính là một cái sản phẩm thành công ở Việt Nam, at least là so tới thời điểm này. Và mình cũng tự hào rằng là ở bên cạnh những góc khuất và những tai nạn trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng đã có rất là nhiều đổi đời, có rất nhiều người đổi đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên đã là ngành y thì ở đâu mà không có mất mát. Một bệnh viện bình thường mỗi một ngày đều đã có người phải ra đi, mà không ra đi vì việc này thì ra đi vì việc khác. Ở ngoài kia cứ một ngày trung bình Việt Nam mình có mấy chục ca tai nạn tử vong về giao thông, thì đôi khi phẫu thuật thẩm mỹ lâu lâu có những ca hệ lụy chúng ta cũng nên cảm thông. Bởi vì có người nào muốn mổ mà làm chết người đâu, đặc biệt lại là bác sĩ.
Nên nhìn ở mọi góc thì cũng nên nhìn bằng một cái chiều hướng gọi là tích cực. Và lúc nào thì chị Vân cũng ủng hộ ngành y học của Việt Nam mình, dù là y học cổ truyền hay là y học hiện đại hay là ngành phẫu thuật thẩm mỹ, chị Vân cũng ủng hộ. Bởi vì chúng ta là người Việt Nam mà, chúng ta phải ủng hộ thì mọi người mới cố gắng lên được, mà mọi người có cố gắng thì mọi người mới thành công được. Chứ bây giờ chúng ta bài xích, chúng ta tẩy chay trong chính đất nước của mình, như vậy nó quá tiêu cực. Cái ca phẫu thuật đầu tiên của chị năm đó là khoảng 2002. Bây giờ với góc nhìn của chị Phi Thanh Vân thì Vân lại không cân đo đong đếm bằng tiền, mà Vân sẽ tính là với cái số tiền đó và với cái giá trị cùng với lại giá trị mà mình lãnh hội được, cùng với giá trị để ý chí mình tăng cao, cũng như là cái khả năng mà mình truyền lửa cho mọi người, cộng với lại cái nguồn tài chính mà sau này mình được feedback lại từ những hợp đồng quảng cáo, thì mình đang được vũ trụ trao tặng quá nhiều. Nó cũng giống như là để mà xây lên một tòa lâu đài thì cái móng nó phải vô cùng vững chắc, sau đó bắt đầu mới tới giàn bao, nội thất, trang trí. Thì cái phẫu thuật thẩm mỹ nó cũng như vậy, nó y như là một cái móng của một cái tòa lâu đài. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng có những người phẫu thuật thẩm mỹ xong lại không nổi tiếng, đấy là bởi vì ngoài cái nhan sắc đó thì bên trong là một trái tim và một khối óc sáng rỗng, và họ chỉ có thể đi làm những cái công việc mà hoặc đi lấy chồng, hoặc là thậm chí họ còn đi vào những con đường bán thân nữa. Có một số những người khác cũng phẫu thuật thẩm mỹ và họ có một chút xíu trí tuệ, họ có sự nâng đỡ thì họ thành công. Tuy nhiên sự nâng đỡ và trí tuệ đó chỉ có thể trường tồn, có nghĩa là thành công được bền vững và kiếm được nhiều cơ hội tốt khi họ luôn luôn có ý thức để trau dồi về kiến thức. Nhưng cũng có những người đẹp đó, sáng rỗng, nhưng họ biết cách cưỡi đồ thì họ cực kỳ thành công và giàu có. Tuy nhiên hậu vận thì lại có rất nhiều những hệ lụy kinh khủng khiếp mà con người cũng thấy và pháp luật cũng thấy. Trên thực tế thì câu hỏi này cũng là một câu hỏi vô cùng sâu sắc và rất tế nhị. Tuy nhiên câu hỏi này chị xin phép được mở rộng hơn, là chúng ta không khoanh vùng ở mỗi nghệ sĩ, mà chúng ta hãy nhìn bằng ánh mắt vĩ mô, là phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ phục vụ cho mỗi nghệ sĩ mà phục vụ cho rất nhiều người trong xã hội. Đàn ông có, phụ nữ có, LGBT có, trong đa ngành nghề, và nghệ sĩ, nghệ thuật là một ngành nghề trong đó. Mỗi một con người, Vân xin phép trả lời câu hỏi này bằng cách riêng như thế này. Mỗi một con người đều được thừa hưởng một cái bảng gen khác nhau, và họ được sinh ra trong môi trường gia đình khác nhau, họ lớn lên với môi trường cộng hưởng khác nhau, và chính họ mới hiểu nhất rằng việc gì họ cần nói và việc gì họ phải giấu đi. Và khi mà có những người dám nói ra, đấy là bởi vì họ đã nghĩ rằng đúng thời điểm tôi lên nói ra. Có những người họ phải giấu đi, chia ra những ngạch khác nhau. Có thể họ giấu đi, họ biết tôi đang nói dối đấy, nhưng tôi không thể nói ra được, bởi có những yếu tố nhất định sẽ xâm hại tôi nếu như tôi nói ra. Có những người thì tôi sẵn sàng nói ra đó, tuy nhiên vì một cái việc gì đó xung quanh mà tôi không nói ra được, bởi vì tôi sợ những người xung quanh của tôi sẽ đau, hoặc họ sẽ nhìn tôi như thế nào. Nên cũng là một sự vật, hiện tượng, công việc, nhưng mỗi một người sẽ có một cách hành xử khác nhau. Và với tư chất
là một thiền nhân, là một chuyên gia tâm lý, là một người đã lãnh hội rất nhiều những kiến thức. Vân luôn luôn ở một góc nhìn chân quý. Dù rằng mọi người đang sống như thế nào, hãy chân quý, bởi vì họ đang chọn cách sống của riêng họ. Chúng ta không giúp được họ, chúng ta không thay đổi được cuộc đời, vận mệnh và ngoại hình của họ như phẫu thuật thẩm mỹ đã làm. Thì chúng ta hãy giữ lại sự tôn trọng lẫn nhau như giữa con người với con người. Nhưng mà chị nghĩ chắc nó không giúp ích gì nhiều đâu, bởi vì chị cũng không lên ký quá nhiều. Chị không lên ký quá nhiều, mà chị cũng không săn đẻ gì nữa để có thể thay đổi quá nhiều về số đo. Nếu như có thể lên thì lên 1-2 phân. 1-2 phân chắc không lên ngực, lên mông đâu, chắc lên eo. Bởi vì thời gian gần đây thì cũng có nhất lúc là mình đi tiếp khách, mình ăn hơi nhiều. Còn xuống thì sẽ không xuống được. Xuống sẽ không xuống được. Nhưng mà nói mới nhớ, chắc là phải đo. Bữa nào chương trình tặng cho cái dây thức dây đi. Thức dây nhà không biết sao ăn trộm vô, ăn cắp mỗi cái thức dây, giờ không tìm thấy nữa. Dạ em muốn hỏi là với cái ngoại hình hiện tại như bây giờ thì chị Vân đang có ý định là muốn thay đổi. Thôi đau lắm. Nhưng không ạ? Không. Chị không có thuật thẩm mỹ không, nữa. Không, không. Có nhiều người nói là trời em ơi em đẻ Tấn Đức ra, em dạy Tấn Đức hay quá, xem không đẻ thêm đứa nữa. Dạ. Cứ nói trời ơi quý anh chị ơi, quý anh chị có biết là em chết đi sống lại và em đau đớn tới 100.000, và bây giờ nghe tới chữ đời ấy đe hỏi đẻ là em bởi em biến sắc biến. Chị sợ kinh khủng đến mức độ như vậy á. Dạ. Chị sợ kinh khủng đến mức độ như vậy. Chị bị, mỗi một con người đều có một thứ được gọi là tử huyệt cảm xúc. Tử huyệt cảm xúc của chị là khi nhắc về bố mẹ chị và nhắc về con chị. Tử huyệt cảm xúc của chị là khi nhắc về những lời hứa thiêng liêng mà chị đã hứa với bố mẹ của chị. Tử huyệt cảm xúc của chị là những ước mơ, hoài bão và tham vọng muốn làm những điều lớn lao và để lại di sản cho cộng đồng. Và tử huyệt cảm xúc của chị cũng là chữ đời đe hỏi đẻ. Rồi. Yeah. Bây giờ thì mọi người hãy chiêm nghiệm về câu nói tử huyệt cảm xúc. Các bạn có thể tìm hiểu trên quyển sách về tử huyệt cảm xúc.